chào những em thỏ ngọc. Mấy em đẹp quá à. Ui da, bị hụt bán rồi tiên bướm ơi. Wow, đẹp chưa? Các bạn từng thấy nhạc đèn này ở Việt Nam chưa? KM Channel. Hello, Barbie xin chào các bạn đang xem video. Như các bạn đã biết, ở 6 tập trước thì Barbie đã tìm được 6 viên ngọc rồi. Và Barbie cũng đã dạy cho 6 người em của mình biết nhảy múa rồi. Vậy là đã được một nửa rồi. Chỉ cần tìm thêm 6 viên nữa là được. À, để bây giờ Barbie chạy qua chỗ những người em mình đang đứng thử xem. Những công chúa nào đã có viên ngọc thì sẽ đứng canh cổng. Còn nếu chưa có thì sẽ có các vị thần đứng ngay cổng đó. À, có cánh cổng của vườn Thượng Uyển nè. Thôi mình vào đây đi. Twyla has already found a way through the gates. Let's see. Kìa con khỉ kìa. Dành viên kim cương nè. Wow, xin chào những em thỏ ngọc. Mấy em đẹp quá à. Mấy em đang vui đùa ở đây hả? Chị tên là Barbie. Thôi, chị đi tìm viên ngọc đây. Khi nào có thời gian thì chị sẽ chơi với các em. Wow, các bạn ơi, lần này Barbie vào trong mê cung. Mà cái mê cung này sao cao quá vậy? Hai bên cây cối rất là cao kìa. Đi không cẩn thận là bị lạc đó. Mà công nhận trong mê cung này có nhiều thử thách quá. Barbie vừa đi mà vừa phải nhảy, vừa chướng ngại vật nữa. Wow, ở trên có những con sóc, con thỏ làm bằng từ cây á mấy bạn. Bây giờ phải nhấn lên cái này thì nó mới hạ cái bệ này xuống mình mới đi được. Thôi nó hạ xuống rồi, bây giờ mình đi tiếp thôi. Ý, hơn quá à. Vô tới chỗ mê cung này, những cây cối nó thấp nên Barbie nhìn thấy đường đi được. Mấy bạn có biết mê cung là gì không? Ý, đằng kia có con chim công đẹp quá à. Kìa, có chỗ cái nút kia mà nhảy lên. Rồi, mình nhấn nó xuống rồi kìa. À, cái cổng này mở ra, mình nhảy qua nè. Cuối cùng cũng tới được chỗ này rồi. Coi chừng nha, coi chừng đụng những con thỏ làm từ cây á. Mình mà đụng nó đẩy mình té xuống luôn đó. Bây giờ nhiệm vụ của Barbie sẽ nhảy qua những chỗ này. Mở chân. À, trời ơi. Thấy con chim rồi thì Barbie đừng có nhảy qua chứ. Nhảy qua đụng nó nên mình bị té đó kìa. Thôi thôi, để Barbie chạy bộ luôn đi tiên bướm ơi. Ô, chúng ta tới cánh cổng gì đây? Giống như nhà hát nhạc đèn vậy đó. Thôi mình đi vô thử xem. Nhảy qua. Nhảy qua. Let's keep searching. Ui da, bị hụt bán rồi tiên bướm ơi. Được rồi, để giúp cho. Rồi, nhảy lên những viên đá này nè. Nhảy qua, nhảy qua. Rồi. Cẩn thận nha, cẩn thận nha. Tại vì á, giữa đường đi có những cái rãnh nước nè. Nếu mà mình đi không cẩn thận là bị lọt xuống và ướt đó. Thôi, Barbie biết rồi, Barbie biết rồi. Bây giờ, tới chỗ này là gì nữa đây ta? À, có một cái đường hầm để vô nhà hát nhạc đèn kìa. Chúng ta muốn vô được thì phải nhấn những cái miếng này nè. Nhấn đủ 4 miếng thì cánh cổng sẽ mở ra. Nhảy lên, đó. Nó mở ra từ từ như vậy đó. Mình nhấn đủ 4 chỗ thì nó sẽ mở hết ra luôn. Đây, nhấn thêm nút nữa nè. Yeah, nó đã hạ xuống rồi đó. Chúng ta đi vào bên trong thôi. Hy vọng sẽ tìm được một viên kim cương. Ý, con khỉ kìa. Hên quá, bà bị lấy được rồi. Wow, các bạn ơi, đây là nhà hát nhạc đèn nè. Xin các vị thần ở nhà hát nhạc đèn hãy cho con một viên kim cương ạ.
Con cần phải đi cứu cha của mình. Con phải làm gì mới được đây? Ta có một thử thách cho con. Vì đây là nhà hát nhạc đèn, cho nên con hãy thiết kế ra một bài nhạc đèn. Đẹp, thiệt là đẹp. Thì ta sẽ đồng ý. À, mình sẽ thiết kế những cái hình dáng của cái đèn ở đây nè. Thì khi nhạc phát ra, thì những ánh đèn này sẽ biểu diễn theo tiếng nhạc đó mấy bạn. Barbie đang làm được tới 3 cái rồi nè. Bây giờ cái thứ tư. Cho đèn lấp lánh kiểu này đi. Nhìn giống pháo hoa quá các bạn ha. Nhưng mà thực ra đây là những bóng đèn thôi. Nó chớp tắt và nó tạo thành những hình dáng. Barbie thích kiểu này quá à. Nhìn đẹp quá. Hình gì đây ta? Hình cho màu vàng luôn đi. Thôi, hay là màu hồng nữa nè. Cho đèn nó ra kiểu dáng rồi nó còn ra nhiều màu sắc nữa đó mấy bạn. Đây, cho đèn màu hồng đi cho đẹp. Hay là màu xanh? Màu vàng. Màu hồng. Chúng ta vừa có thể tạo được kiểu đèn nè, rồi màu sắc cho đèn nữa đó. À, đẹp quá à. Barbie ơi, cố lên Barbie ơi. Gần xong rồi. Rồi, được rồi. Đâu, để coi kiểu nào đây. Hay là kiểu này ta. You're doing a great job. Keep going. Đèn màu vàng hay đèn màu hồng? Good choice. That sure is pretty. Thôi màu xanh này đi. Rồi bây giờ. Ủa, còn nữa. Tưởng xong rồi chứ. Vậy tiếp tục. Rồi xong rồi, bây giờ mình cho nó chạy thử một lần nha mấy bạn. We have to find the elixir and save father from cruel. Wow, đẹp chưa? Các bạn từng thấy nhạc đèn này ở Việt Nam chưa? Trên thế giới có rất là nhiều chỗ đó. Đẹp quá. Đó, các bạn nhìn nè, những ánh đèn nó sẽ biểu diễn theo âm nhạc đó. Barbie cũng giỏi thiệt. Barbie có thể tạo ra được một cái bài hát nhạc đèn như thế này. Hay quá à. Rồi, biểu diễn thực sự nè. Các vị thần ơi, các vị thần hãy chấm điểm giùm cho Barbie nha. Đẹp lắm, ta cho con 10 điểm. Ta tặng cho con viên ngọc nè. Đây là viên màu vàng cam. Em ơi, chị đã tìm được viên kim cương rồi nè. Một viên kim cương màu vàng cam y chang cái áo của em luôn. Wow, chị Barbie giỏi quá à. Bây giờ chị sẽ hướng dẫn cho em cách nhảy nha. Vũ điệu nhạc đèn. Dạ, em sẽ cố gắng để nhớ ạ. Chị dạy cho em đi. Rồi, trước khi bắt đầu em hãy đeo viên kim cương này vào cổ đi đã. Rồi, bắt đầu nhảy nha. Điệu nhảy đầu tiên đó là ánh đèn vòng tròn. Đẹp quá. Điệu nhảy thứ hai đó là ánh đèn chớp tắt. A fantastic dance move. Điệu thứ ba, ánh đèn đung đưa. Good choice. You're going to make a wonderful dance show. Hay quá. Và điệu thứ tư nha, đó là vũ điệu đèn led. Dance move. Vũ điệu thứ năm đó chính là vũ điệu mê hồn. This is going to be an awesome dance show. Và vũ điệu cuối cùng. Thôi lấy cái này đi. Vũ điệu nhãn đen. That sure is a pretty dance. Hay lắm. Đâu, bây giờ em nhảy thử một lần cho chị xem. Đẹp lắm. Đẹp lắm em ơi. Bây giờ chúng ta sẽ làm thiệt nha. Mời các vị thần hãy cùng xem ạ.
xong rồi. Các bạn ơi, các bạn thấy mình nhảy có đẹp không? Nếu mà đẹp thì các bạn hãy cùng học điệu nhảy nhạc đèn này với lại mình nha. Đúng rồi đó các bạn. Hy vọng rằng sau khi xem hết tập phim này thì các bạn có thể nhảy được 12 điệu nhảy thần tiên. Chim vẹt xin chào các bạn. Trời, chim vẹt bữa nay cũng biết chia tay nữa hả? Hẹn các bạn ở video tập 8 nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Các bạn hãy nhấn vào video mà mình muốn xem trong màn hình này để xem tiếp nha. Dù đang xem bằng điện thoại hay bằng vi tính đều có thể nhấn được và xem được hết. Và nhớ nhấn vào nút đăng ký thành viên để nhận được thông báo khi nào đăng video mới lên YouTube trên kênh KN Channel. Hoàn toàn miễn phí nên các bạn cứ yên tâm nha. Cảm ơn các bạn.